xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Lai Soda. Hôm nay chúng ta tiếp tục review. Hôm nay mình sẽ review một cái món đồ về khoa học, về giáo dục. Ở đây mình cầm trên tay một cái gọi là cái quả địa cầu. Hôm nay mình sẽ review về quả địa cầu nhá. Ok. Cái sản phẩm này mình thấy thì không bán ở trên mấy cái sàn thương mại điện tử, mình không thể bán con này. Mình ở trên tay mình đang có một quả địa cầu phi 16. Đây. Quả địa cầu này thì mình có thể mua ở trên mạng này, mua ở các nhà sách. Ở đây thì mình có một cái quà, nói chung bên họ tặng cho cái quà này. Nói chung cái quả địa cầu này, cái tác dụng của nó thì thứ nhất là mình có thể làm cái đồ về giáo cụ cho các bạn học địa lý này. Thứ hai là mình có thể làm một cái đồ trang trí để ở phòng, thì những cái nhà nào đến các bạn thấy có quả địa cầu thì kinh đấy, kinh đấy. Rồi thứ ba mình có thể làm một cái quà tặng để biếu tặng cho các cháu nhỏ này. Đó. Thứ tư là mình có thể kiếm các hoạt động về giáo dục ấy, mình tặng quả địa cầu này nó có ý nghĩa rất là lớn luôn. Quả địa cầu này rất là hay. Rồi, chi tiết về cái quả địa cầu này. Đây, chi tiết về quả địa cầu này, nó tên là quả địa cầu QCHC16 nhá, CG. Giá là 150.000. Đó. Con này sao lại mất chữ này, từ cho bạn xem này. Đây, quả địa cầu hành chính phi 16 đế gỗ CG4, giá 145.000. Bản đồ này nó thể hiện toàn bộ các địa danh, địa giới hành chính, ranh giới quốc gia, lãnh thổ, số 1 dân cư, thủ đô. Đấy, với quả địa cầu này chúng ta sẽ lấy được các thông tin như là địa danh này, địa giới hành chính này, ranh giới quốc gia này, lãnh thổ này, sông hồ, dân cư, thủ đô của các quốc gia. Và cái quy cách của nó thì con này nó là đường kính là 16 cm, tỷ lệ là 1/80 triệu. Đó. Ngôn ngữ là tiếng Việt và sản xuất năm 20, giá là 145.000. Đó. Đây có thể ra tận địa chỉ để mua đây. Và với các nhà sách nhá. Xem 150.000 quả địa cầu chúng ta sẽ có gì nhá. Đó. Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường Việt Nam, địa chỉ 85 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ở website là bản đồ.com.vn luôn. Đây, chính là website này luôn này. Bản đồ.com.vn luôn. Giá rất công khai. À, cái này mình có thể mua đặt hàng luôn ở trên này. Đây các bạn đặt hàng luôn, đây mua được. Nó cũng có nhiều loại lắm. Cái size này bé thôi. Thực ra to để nhà nó cũng vướng. Bé bé này hợp lý đấy. Rồi, mình sẽ ra cho xem nhá. Nó cũng khá là nhẹ thôi. Kiểu lóc lóc. Unlock xem nào. Xem quả địa cầu như thế nào nhá. Nói chung là ngày xưa mình học địa lý thì cũng ngu đó nhỉ. Công nhận cái địa lý là môn khó học thật. Mà địa lý có mấy cái bài phân tích về đất đai các thứ thì tôi sợ lắm. Học địa lý tôi rất sợ luôn. Đây chúng ta sẽ có là một quả địa cầu đây. Option của nó thì chúng ta sẽ có là cái cây này. Đấy, đế này nha. Thế là cái này chắc phải lắp vào. Cái này là cái trục của nó này. Có cái thước từ... Cái này là cái gì? Tổ chảy à? 087 gì đây? Cái này là 80 độ, 70 độ, 60 độ. Cái này là độ nha anh em. Đây này, mọi người có nhìn được rõ không? Đây, 80 độ này, 70, 60. Đó, 0 độ này. Đó. Đó. Đế gỗ này. Chắc tay phết. Đây có bản tem nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường 85 Nguyễn Chí Thanh, website luôn. Nareka. Các mọi người có nhìn được không? Con này nó hay ao nét đấy. Đây. Miếng gỗ sơn trước đẹp. Trông cũng chắc chắn. Rồi, con quả địa cầu đây. Quả địa cầu này là phi 16 nha. Nó cũng bé bằng quả bóng thôi. Rất là tròn. Tí nữa khi lắp xong thì mình sẽ review chi tiết về quả địa cầu này nó như thế nào. Một số kiến thức cơ bản thôi, chắc là nhiều người biết rồi. Và chúng ta sẽ có là hai cái miếng này nữa. Hai cái miếng này chắc để lắp vào. Bây giờ mình sẽ lắp vào nhá. Đây, nó có cái ốc ở đây. Bình thường các bạn mua ở ngoài hiệu sách thì người ta lắp sẵn rồi, chỉ lấy sách về thôi. Cái này thì chúng ta phải lắp nhá. Đây, nó có một cái chốt hãm long đen ở đây.
Rồi, các bạn bắt đây, vào đây. Nó mua ngoại sách người ta lắp sẵn rồi, về chỉ việc dùng thôi. Rồi, rồi nó sẽ có hai cái này. Hai cái này thì đây, đính vào, hình như là đính vào cái lõi của nó này. Đó. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ lắp. Nó có hai cái gờ này, chúng ta quặp rồi, quặp đúng chiều nhá, cái chữ của nó phải nổi lên trên này. Đó, không lắp điện gỗ dỡ này. Đây, chặt quá. Đấy, xong rồi. Đây, anh em đặt trên bàn như này. Đó, cái bàn này chắc chắn này, đặt đứng này, ốc rất chắc chắn. Cái này thì ngoài ra ngày xưa mình hay đi là mình hay ngồi quay như này. Anh em muốn quay thì phải chỉnh cái này nhé. Cái này, con này nó quay không được bừa lắm, chỉ quay thôi, không quay tít được lắm. Một dụng cụ giảm stress được, nói chung là chất lượng được, chắc. Ok, rồi mình đang cầm trên tay quả địa cầu giá 150.000 để giúp mọi người có thể làm đồ trang trí, giáo cụ học về địa lý. Rồi, chúng ta thử xem ở trên quả địa cầu này nó sẽ có những cái gì nhá. Rồi, thì tổng quan trái đất thì chúng ta sẽ có là 70% trái đất là nước. Nên là cái tông chính của quả địa cầu này nó sẽ là cái tông nước biển màu xanh lá cây này. Rồi, ở trên bản đồ này thì nó viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, nên là rất là phù hợp với các bạn Việt Nam. Rồi, trên bản đồ thì nó sẽ hiển thị tên quốc gia Trung Quốc này, đó. Có các thành phố lớn của nó này, như là Ôn Túc, Ngọc Môn, Bao Đầu. Thủ đô thì nó sẽ có là cái chấm màu xanh như này, chấm đỏ này là thủ đô. Ví dụ như Hà Nội này, các bạn sẽ thấy là nó có cái ô vuông này thì sẽ là thủ đô này. Còn đây trên cái quốc gia mình nhìn rõ gần nhất là thì Việt Nam này, thì chúng ta sẽ có là Hà Nội này là thủ đô, có Huế này, có thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì cái Hà Nội, cái Việt Nam này nó chỉ thể hiện được ba thành phố thôi, Hà Nội, Huế và Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có mũi Cà Mau này. Còn nếu quả đồ to hơn thì nó sẽ hiện nhiều hơn. Cái này thì nó chỉ hiện được, mình lấy được thông tin về hình dạng quốc gia này, một số các thành phố này và cái đường biên giới của nó như nào. Ví dụ như Việt Nam giáp những cái gì đấy. Và quan trọng là chúng ta sẽ quan sát được cái đường biển này. Đó. Đấy. Mình xem mấy cái nước to để phân tích cho nó dễ nhá. Ví dụ như là Liên bang Nga này. Có một số các cái nước lớn trên thế giới như là Nga, Mỹ, Trung Quốc, này, Brazil này. Đây, Liên bang Nga này, nó gần như là một phần mấy của trái đất, một phần mình chỉ biết là Nga là một trong những quốc gia lớn nhất trên thế giới thôi. Ví dụ như Nga thì chúng ta sẽ có rất nhiều các thành phố này, Novosibirsk, Olenyok này. Bây giờ tìm thủ đô nhá, thủ đô là Moscow đúng không? Đây, các bạn tìm chấm đỏ này, Moscow. Rồi, một số các quốc gia lớn là Trung Quốc bỏ rồi, Ấn Độ này. Ấn Độ thủ đô là New Delhi này. Các bạn chỉ cần nhìn vào cái chấm đỏ, cái đỏ vuông này các bạn tìm được thủ đô này. Nó rất nhanh. Còn châu thì chắc là các bạn biết rồi, chúng ta có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Úc. Đó, hết rồi. Châu Âu, châu Phi, mình xem một số nước châu Phi xem nào. Đây châu Phi, đây châu Mỹ này. Châu Mỹ chúng ta sẽ có quốc gia lớn là Hoa Kỳ này, với thủ đô là Washington. Washington viết bằng tiếng Việt Nam luôn, Washington. Rất dễ đọc. Hay là châu Mỹ thì chúng ta sẽ có một quốc gia lớn là Brazil này, thủ đô là Bradina này. Một số các nước khác này, đó. Ở dưới này thì các bạn sẽ có là các cái cực, đây là cực trên là cực Bắc này. Dưới là cực Nam Cực này. Đó. Nam Cực thì nó vẫn thể hiện rõ nhá. Đó. Đây. Ngoài ra thì trên bản đồ chúng ta sẽ quan tâm những cái gì? Ví dụ như là các cái đường, đây là đường vĩ tuyến này, kinh tuyến này, đường kinh tuyến này. Việt Nam mình có một cái nước, Việt Nam mình là có cái gì nhỉ? Phía Nam Hồ Chí Minh là gần với đường kinh tuyến, nên nó sẽ có cái vùng khí hậu khá đặc biệt nhá. Nói chung là những cái nước nào mà đường kinh tuyến đi qua thì nó sẽ có khí hậu đại khái nó mát hơn, cho mình hiểu như vậy. Còn những cái nước mà nó nằm trên các cực này thì nó sẽ lạnh hơn, tại vì nó gần cái băng này. Đó, thế thôi. Rồi. Ngoài ra thì cái bản đồ này cho chúng ta các đường vĩ tuyến này, kinh tuyến này. Vĩ tuyến gốc thì đi qua nước Anh. Ngày xưa mình nhớ mình học đấy, nước Anh ở châu Âu, Anh rồi nhỉ. Có cái đường kinh tuyến gốc, mình thử tìm xem nào. Kinh tuyến gốc ở đâu đây? Trời ơi,
học xong bây giờ quên hết là chữ thầy giả thầy hết rồi. Rồi cái chất liệu của quả cầu này thì là chất liệu bóng nhá, đây các mọi người xem này, nhìn nó rất là bóng đó, màu sắc sặc sỡ, có các đường số này 60 độ này, đây này 60 độ, 50 độ, chúng ta biết được là vẽ cái tỷ lệ thôi. Rồi ngoài ra ở dưới này thì đây có cái hướng dẫn sử dụng này, quả cầu tỷ lệ 1/8000 đấy nhá, sản xuất 57 cơ, ui dồi ôi, con này lô còn tồn hơn trên website là lô 20, con này lô 27. Rồi chúng ta sẽ có là thông tin trên bản đồ quan trọng này, cũng có tên quốc gia, thủ đô, những cái ô vuông màu trắng này là những thành phố có trên 5 triệu dân tròn, thì là những thành phố dưới 5 triệu dân, còn hình tam giác thì là trung tâm nghiên cứu, còn đỏ là biên giới này, còn đường chấm chấm là biên giới quốc gia, tức là chưa xác định, tức là những cái vùng ngoài biển, những tranh chấp các kiểu đấy. Rồi như vậy thông tin này chúng ta chỉ lấy được những thông tin này thôi, khoảng 6-7 thông tin gì đó, còn đâu chủ yếu là để bày thôi. Đây này, nói chung là ấn tượng của mình về trái đất thì nói chung toàn là biển thôi, trái đất xanh mà. Đấy, một cái đất nước cũng khá nổi tiếng là Australia. Đó. Rồi anh em muốn xem nước nào? Đó. Rồi ngoài ra về cái kiểu cách của cái quả địa cầu này, các bạn sẽ thấy rằng nó không để thẳng đứng lên, mà quả địa cầu bao giờ nó cũng nghiêng một góc 23 độ 5 như này, thì do bản chất là của trái đất nó nghiêng nhá. Người ta làm đúng một phẳng là trái đất nó nghiêng một góc một tổng 23 độ 5 gì đấy. Và một số thông tin có thể mọi người sẽ biết như là trái đất quay xung quanh nó là hết 23 giờ bao nhiêu đấy. Thực ra trên lý thuyết thì là chúng ta một ngày chúng ta 24 giờ đúng không, nhưng trên thực tế thì trái đất nó quay một vòng nó, tức là quay xung quanh nó hết là 23 giờ bao nhiêu, lẻ ra 4 phút ấy, mỗi ngày chúng ta lẻ ra 4 phút, và nó cứ cộng dồn 4 năm thì 4 phút đấy nó sẽ cộng thêm nữa là một ngày. Và đến tháng 2 chúng ta sẽ có một cái tháng đó là 29 ngày, còn bình thường các tháng là nó chỉ có là 28 ngày thôi. Còn ngoài ra một số các thông tin mà mọi người có thể biết như là trái đất quay xung quanh nó là hết 24 giờ này, và nó quay xung quanh mặt trời là hết 365 ngày lẻ bao nhiêu đấy, đó thì là hết 1 năm đó. Đấy, hàng ngày nhất thì trái đất nó sẽ quay xung quanh nó như này, và nó cũng tự động nó quay trên mặt trời nữa đó. Ví dụ mặt trời đấy nhá, nó sẽ quay quanh mặt trời và nó tự quay xung quanh nó và nghiêng một góc 23 độ 5 này, thế thôi. Và chính vì nó qua quanh mặt trời như vậy thì hai cái cực này không bao giờ nó bị một cái cực này bao giờ nó luôn luôn nửa năm nó luôn là ban ngày, còn cái cực dưới này luôn nửa nó là ban đêm đấy, thì nó quay đầu thì nó sáng lên đấy đó, thế thôi. Rồi có lẽ là mình sẽ kết thúc cái bài review về quả địa cầu đây. Anh em nào muốn hỏi gì về quả địa cầu có thể để lại comment bên dưới video, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Có bạn nào muốn mua sản phẩm thì có thể tìm trên website bản đồ gì đây, bản đồ.com.vn này. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và đã thấy video hay, mình các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.